Thế xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Cô chú bác, các chị, các bạn của mình hôm nay cùng thí chuẩn bị món ăn ngon cho gia đình mình nữa nha. Đó là mình làm đặc sản Củ Chi. Đặc sản Củ Chi là bánh ít phơi mì nha cô bác. Bánh ít phơi mì đặc sản Củ Chi nổi tiếng ngon. Giờ cô chú bác cùng thí chuẩn bị mình bào phơi mì ha, mình xé lá ha, rồi mình sẽ chuẩn bị nhân để mình gói bánh ít phơi mì đơn giản dễ ngon, dẻo ngon cho gia đình của mình nha. Mà mình gói bánh ít phơi mì của mình rất là ngon, rồi bánh của mình cũng rất là đẹp nè. Tiện đó hôm nay mình sẽ gói bánh ít ăn Tết luôn. Rất là đơn giản dễ làm cô chú bác, bánh ngon cho gia đình của mình. Mình làm bánh ít phơi mì nha cô bác, mình có phơi mì nè. Mình lột đỏ, mình ngâm nước với qua đêm nè nè. Bây giờ là mình chuẩn bị đi xay cái phần phơi mì với cái phần bột năng này thì Thí chưa có liều lượng ra công thức cho mình nha. Để chút Thí xay cái phơi mì thì Thí mới cân cái bột năng thì mới ra cái liều lượng được. Bây giờ tạm thời thì 100g đậu xanh mình ngâm nè, muỗng canh đường nè, nửa muỗng cà phê muối nè, muỗng canh dầu ăn nè, kèm theo lá, rất là đơn giản. Bây giờ Thí sẽ đi chạy phơi mì xong để mình cân ra bao nhiêu phơi mì để mình phân cái độ bột năng cho nó chung với cái phơi mì để mình làm bánh ít phơi mì đặc sản Củ Chi nha cô bác. Này là đặc sản Củ Chi nó mới ngon, nổi tiếng á. Đậu mình nó mềm, mình bóp nó mềm rồi đó cô bác. Bây giờ mình sẽ cho muối thôi nè, 1/5 muỗng cà phê muối, 100g cho một nửa muỗng cà phê muối ha. Thấy bóp cái đậu mình nó mềm như vậy, nó mềm, nó thật là mềm mới được. Nó chưa mềm thì mình cho nước thêm nha. Nó mềm mà mình còn nước đấy. Bây giờ mình nấu tắt cái nước này nữa là mình để cái đậu phụ của mình vô, mình trộn lại. Như mình để cái dừa của mình vô. Cái đậu của mình nó chín, bây giờ sẽ để cái đậu cũ nó vô đây nè. Bây giờ để vô đây mình nấu cho nó sắc lại luôn ha. Như rồi mình được 5 cái bánh đất đó cô bác. Đó, bây giờ mình để vô đây xong mình sẽ trộn dừa vô nha. Chút nữa mình sẽ phi hành để vô nữa là xong. Trộn khoảng 10g dừa nha các bác. Cái dừa của mình nè, 10g dừa mình để vô đây nha. Đó, mình làm bánh ít này phải có cái dừa trong cái nhân mình để nó béo béo thơm thơm nó mới ngon. Mình không có cần phải để nó cốt dừa ha, chỉ để nhân dừa thôi, để vừa như vậy thôi. Đó, mình trộn nó lên nhưng mình phải nhỏ nhỏ, đừng có làm khô quá nó sẽ rớt, nó sẽ bể. Mình ăn bánh nó sẽ rớt cái nhân ra. Rồi đó, mình trộn đều cái nhân của mình rồi đó các bác. Cái mì mình bào xong rồi, bây giờ mình sẽ chạy nó, mình xay cho nó thật nhuyễn. Thì chạy ra phơi mì đây nè, con bác thấy cái phơi mì thấy tàn ra xong rồi. Bây giờ Thí sẽ để cho ra Thí chạy nha, Thí chạy đi Thí làm bánh, Thí căng ra để Thí làm bánh phơi mì. Mình chạy một ít ha, chừng nào nó mịn thì mình chạy cho bút ra mình chạy nữa, chứ đừng chạy một lần nhiều quá. Đó, Thí chạy ít thôi nè. Chạy đặng mình lóng nước nó trong nữa nha các bác. Đó, mình chạy nó mịn nữa rồi đó các bác. Mình lấy mình xay mì mì ra rồi thì mình vắt nước nó khô rồi nè các bác, mình vắt nước mình bỏ rồi nè. Đó, mình vắt nước nó để đây nè nè. Là bây giờ mình lấy 400g, mình căng nó 400g phơi mì nha. 400g phơi mì mình vắt nước bỏ hết rồi. Bây giờ mình chế thành phẩm thôi. 100g bột năng. 100g đậu xanh của mình nấu ra rồi, mình trộn 10g dừa hạ não vô đây. Thêm hành phi nè, mấy cái đen đen là hành phi mình trộn vô. Hồi nãy nửa muỗng cà phê muối thì mình bỏ vô cái đậu xanh hết ít rồi, còn một ít nè, còn 1/3 muỗng cà phê muối mình sẽ để trộn vô cái khoai mì của mình. Một muỗng canh đường, cô bác mình ăn ngọt để 3 muỗng canh đường dung, thì cử ngọt cử béo nha cô bác. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nấu nước sôi nha. Mình lấy 200ml nước mình nấu cho nó sôi để mình lấy 170 để mình để vô cái bột nha cô bác. Muỗng canh dầu ăn này chút nữa mình để vô trong cái khoai mì của mình. Bây giờ mình trộn muối mình vô nè. Trộn đường mình vô đây nè.
Rồi mình trộn cái bột năng mình vô đây luôn nè. Để chút mình sẽ mình quậy nó đều lên. Rồi mình sẽ để cái nước sôi của mình vô từ từ, giống như mình làm bánh canh vậy đó. Thấy có ít nên thấy gói như thế này. Tôi độn đường sẵn vô luôn. Cô bác mình làm nhiều thì cô bác mình trộn nước đường và nước lọc để mình nấu, rồi mình sẽ chế vô cái bột của mình nha. Rồi nó sôi dữ rồi cô bác, mình lấy ra, mình lấy ra để mình chắc cái nước sôi mình vô đây nha. Để mình biết bao nhiêu, 170ml nước. Chở ra cái nồi để mình để lâu nó sẽ nứt cái này của mình, nó nứt cái ly đó. Bây giờ mình sẽ chắc vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ chắc nó vô nhanh lên nha. Cái này mình không có sợ nó ốc trâu, mình cứ chắc đại nó vô đi. Bột phê mì của mình qua đây. Nó cũng ít, không có nhiều. Cái tinh nó ít lắm, không có nhiều. Lá thì cô bác thấy lá thí này là thiếu không à. Bây giờ mình sẽ chiếp lá để mình gói vào. Đây, thí có tấm lá này mà cô bác thấy nó cách ten ten rồi đâu gói được đâu. Bây giờ mình sẽ để trong. Mình sẽ lấy cái lá này mình để bên ngoài nè. Đó, lá này mình để bên ngoài để chút nữa mình bao nó nè, mình gói nó nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chiếp nó lại nha cô bác. Chiếp như thế này. Nó nên nằm lên chứ nữa, nó chút nữa. Đó. Đây. Cô bác chiếp nó qua đây. Rồi, cô bác thấy là nó đều rồi nè. Đó. Mình dở bên trong này nè. Mình lấy bên trong này để mình gói, mình bẻ bánh nè, chứ không có lấy bên ngoài nè. Nè, lấy bên trong này nè. Lấy bên ngoài là nó sẽ chút cái bánh của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ bánh vô. Mình không cần làm quặng làm viết gì hết trơn. Mình tha dầu vô trong cái bánh của mình, tha dầu vô trong cái này ha. Bây giờ cái bánh phơi mì đó là khó gói, mình phải dùng tay mình gói thôi chứ không có làm bằng cái bao tay được. Nó chưa trơn kéo lên làm cái tột ha. Đó, bây giờ mình tha dầu vô xung quanh rồi nè. Để vô đó để mình làm, chút nữa mình làm cho nó dễ nha. Đó. Bây giờ mình sẽ thấm bằng tay của mình. Mình thấm nước. Mình thấm dầu. Tay mình rửa cho sạch ha. Mình lấy cục bột còn không bao nhiêu thôi. Đầu tiên thì mình để cho nó nguội mình mới làm nha. Nó còn ướt, nó còn nóng mình làm nó chưa dính. Tha dầu nhiều vô. Cô bác thấy cái bột bột của mình còn khoảng bao nhiêu thôi nè. Đó. Mình làm xong ra mình để cho nó nguội đi mình hả làm. Đó, rồi mình đè nó vô. Cho nó mỏng vậy nè. Đó, cho nó mỏng vậy rồi mình để nhân vô. Rồi bỏ cục nhân vô đây. Gần hết rồi mà còn nhân ha, cho nhân nhiều nhiều vô. Đó. Mình thấm nước cái tay của mình là nó không dính nha coi, bánh mình nó không dính. Rồi cô bác mình cho nó vô lên như thế này. Rồi mình đè nó lại như thế này. Nó dư bột thì mình ngắt ra nè. Đó. Rồi. Cho dầu vô tay mình để nó vô trong cái lá đó. Đó, để vô trong cái lá này. Rồi cô bác thấy không, nó giòn quay rồi. Rồi mình để vô cái lá của mình. Đó. Rồi mình để vô cái lá của mình, bây giờ mình sẽ bao bớt nó hồi thôi. Cô bác thấy bên đây nè. Đó, mình chấm nó lại như thế này. Đó, mình chấm nó lại như thế này. Đó, mình lấy như thế này. Rồi cô bác thấy không? Bây giờ mình chiếp nó lại như thế này là nó được cái bánh ít nè. Đó, mình cho nó nằm vô thế này. Nó thành bánh ít nè. Đó, bánh ít rất đẹp luôn. Mình để nó xuống. Mình làm xong rồi mình để xuống dán của mình đè nó. Rồi cô bác thấy cái bánh ít rất đẹp không? Lá thiếu nhưng mà mình vẫn gói được cái bánh ít nó rất là đẹp. Cái thứ hai nó cũng vậy, tương tự vậy luôn. Lá nó cũng vẫn là thiếu như thường, thiếu lắm. Bây giờ thí sẽ để như cái miếng này. Nè, hai miếng này thí đâu lại như thế này. Cô bác thấy hai miếng này thí đâu lại như thế này là bên phía ngoài nè. Rồi bây giờ thí sẽ cho miếng này vô đây. Ba ba. Gì? Gì? Đó, cho mình cho miếng này nữa nè. Rồi bây giờ thí sẽ chiếp nó lại nha. Tại vì nó rách tùm lum hết trơn, mình phải làm như vậy đó. Lá để tủ lạnh là mình lâu ngày là mình lấy ra nó vô nó bị vậy đó. Nè, bây giờ thí sẽ nắm cái đầu này. Nắm cái đầu này thì chiếp qua bên đầu này. Cô bác thấy đầu xéo này nè, mình chiếp đầu xéo rồi nè, đó. Rồi bây giờ cái đường này không? Cô bác nằm cho nó nằm dài như thế này, nằm độ chừng phân nửa cái bánh của mình thôi đó. Nửa cái bánh của mình để mình làm đó, mình cho nó nằm vậy nè. Rồi, nửa cái là được rồi đó.
nửa cái nè. Rồi bây giờ mình cho nó nằm dài. Đó, nó nằm dài đó. Xong rồi cô bác giặt cái trong, trong này nè, phía trong này nè, nè. Ở phía này nè. Nhớ rồi, phía này bây giờ mình để vô đây. Đó, mình để vô đây mình đi lấy dầu, hết dầu luôn rồi. Rồi bây giờ trước tiên thì mình phải cho dầu vô cái bò cái này của mình trước cái này nè. Đó. Cho nó nhiều nhiều vô nha cô bác, để thôi chút nữa là mình làm nó dính á. Nè. Dỡ ra cho nhiều nhiều dầu vô đây. Cho nên cái này là mình phải làm tay chứ mình làm bồng bao tay là nó sẽ dính á. Rồi chờ để vô đây chúng ta lại. Tiếp theo thì cái bình nhân với bằng bột của mình. Rồi bây giờ mình đè nó ra nè. Cô bác đè nó ra, đè cái bột bột của mình ra. Đó. Bây giờ mình nhích dưng mình đỡ vô. À, mình nhích dưng mình đẩy vô, mình chia cho nó đều dưng ra. Đó, bây giờ còn con dưng dưng thôi nè. Rồi cô bác thấy không, mình nhặn nó vô, nhặn dưng nó vô cho nó dễ lại. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô cái lá của mình nè. Đó. Bỏ vào bỏ vô rồi đó. Rồi xong bây giờ mình coi cái bên nào. Bên đây. Cô bác thấy bên đây không? Nè, mình đè nó vô. Cái bên mà mình ship này nè. Cô bác lấy cái bên này nè. Ship để cho bánh mình nó đẹp, nhiều cách gói bánh ít lắm. Mình gói cách này thì cũng được, gói cách kia cũng được luôn. Cái bánh nào bánh ít á, mình dễ gói lắm. Đó, bây giờ cô bác thấy không? Bây giờ mình lặn cái này vô để mình ăn gian đó nha. Cho nó đều để mình ship qua đây nè. Rồi cô bác ship nó vô. Rồi xong là cô bác thấy đường này đẹp ha. Đó, xong rồi đó. Mình đè nó xuống. Mình cho nó nằm xuống dưới này. Cho nó nằm xuống dưới này để mình đè nó nè. Đè cho nó đều để thôi nó không đều. Để thôi cái đồ bánh ú đó, bánh ít này nó không đều. Cô bác cứ canh cho nó đều lại. Đều cái bánh ú mình vô, bánh ít mình vô. Xong. Đừng có cho bên cao bên thấp vậy đó. Đè cho nó vậy đó. Rồi cô bác thấy cho bánh ít nó đẹp ha. Tay cái. Hai cái luôn. Nè. Hai cái này. À, rất đẹp phải không? Bây giờ mình sẽ cô bác gói bằng cái đường này đó, rất là dễ gói lắm. Đó. Rồi bây giờ thì có hai cái rồi ha. À, cô bác mình cũng thấy thì gói hai cái rồi rất là dễ rồi. Giờ thì sẽ ngưng mình thì gói hết luôn ha. Mình gói một cái bánh ú trong nữa rồi ha. Đó rồi xong rồi cái bánh ít nữa nè. Cô bác thấy không? Lá thiếu mà mình gói được đẹp là được á ha. Mình muốn lấy đầu này mình gói đầu này, mình muốn lấy cái kiểu kia mình gói kiểu kia, cái kiểu có cái quặng đó mình gói kiểu kia, rất là dễ gói. Ờ bây giờ cô bác thấy không, chuẩn bị đi hấp bánh thôi đó. Mình đè nhớ nha, nhớ đè cho nó đều nha, mà ém cái bên đây cho nó bánh nó nằm đứng với nhau, để chút nữa mình hấp lên nó bị chéo bị quanh qua bị quanh lại là nó sẽ xấu á đó. Đó. Ờ, bây giờ mình sẽ để mình luộc nó, mình hấp nó thôi. Đây để nó lên đó, xong để nó lên đó. Cái tiếp theo của mình cũng nằm ở đây. Quy năm nhân năm lá là xong rồi. Giờ mình chuẩn bị mình đi hấp nó ha. Bây giờ mình bắt nước sôi mình nấu cái nồi, mình sôi xong mình sẽ để bánh vô, mình dở ra mình để bánh vô để bánh mình nó thẳng đường. Nếu mình để bây giờ là nó nước chưa, nó đang nóng nó sẽ bung tùm lum nha cô bác. Đó, bánh cô Thí cái đầu nó, cái nồi nó nằm không vừa. Con nè, bánh giả cô Thí nè, đó có cái dư nè. Để vô đây luôn. Rồi mình đậy chùm nó lại nha cô bác. Đó, mình đậy chùm nó lại, mình đậy vậy đó để cho nó nằm đều, đừng có bung ra. Đó, mình để nó nằm đều như vậy, đừng cho nó nằm bung ra ha. Để chút nữa là nó sẽ nằm đẹp, cái bánh mình sẽ đẹp. Rồi bây giờ mình đậy dung lại ha. Cái này mình hấp khoảng 30 phút là nó chín à. Cái cho nồi thì nó không kín nè. Đó. Chín rồi cô bác ơi. Kêu bập 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 nó chín rồi. Đó. Cỡ khoảng 30 phút là nó chín à. Tại bánh của mình nó chín sẵn rồi. Rồi bây giờ mình tắt bếp ha. Năm cái bánh đất của mình xong rồi cô bác ơi. Con cũng đã cùng cô bác mình làm bánh đất thôi mì xong rồi. Mình cho cô bác mình coi cái mẫu. Cái mẫu có thể làm dư nè. Dư nè, lá nó không đủ nè, đó. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra ha. Tháo cái này ra đây cô bác mình coi. Đó, tháo cái mẫu thôi. Cái bình thường mình làm mình không có đủ lá nè. Đó, cuối cùng nó không đủ lá, nó còn ít nè. Không có cái nhân ít này đó. Bánh ít, bánh mì rất là ngon luôn. Cô bác thấy không?
rất là đẹp luôn. Tuy rằng lá xấu nhưng mà cái bánh ít của mình nó rất là trong mà nó rất là trong veo à. Đó, bây giờ thấy thấy lá dở lá lên đó, cô bác thấy cái bánh ít của mình không, ngon lắm, nó dẻo nó mịn ngon lắm luôn nè, quá ha, ngon ngon lắm. Thì để mơ chứ là ấy, nhưng mà cái lá của Thúy là mơ là sẽ bị khô, rồi cô bác nhìn vô cái bánh của mình nó không hấp dẫn thì cô bác thấy nó không có ngon. Cho nên Thúy đưa bây giờ thì tối rồi cho nên nó không có được đẹp nè. Xong rồi cái bánh phai mì của mình, cái bánh ít phai mì ngon rồi cô bác à, cô bác thấy nó cũng ngon trong veo luôn. 5 cái bự và một cái bé tí nè, cái này nó dư nè, nó dư nên Thúy thế làm đó nè, cô bác thấy không, nó mềm lắm nè, nó thụng thụng nó dẻo, nó đánh ra đâu được đó đó, nó đẩy nó qua đẩy lại đó, vậy nó mới ngon ha. Mình thấy đó nè đó, thấy nó cùng cô bác của mình làm bánh ít phai mì đơn giản cho gia đình của mình. Trong và xin tạm biệt cô bác ở video này nha, để chúc cô bác anh chị nhiều sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, chuẩn bị Noel vui vẻ, cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để nhà nhà cuộc sống yên vui hạnh phúc nha cô bác. Cô bác anh chị nào xem đâu cho thấy mà chưa có đăng ký kênh nhấn chuông, hãy đăng ký kênh nhấn chuông ủng hộ thấy chứ nha. Thì cảm ơn cô bác rất là nhiều. Thì xin chào, hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Hạnh phúc, chuẩn bị Noel vui vẻ.